Ủa em xả gác kinh gì vậy Ủa Lì? Ờ ra đây chào các bạn đâu ơi. Anh bật video rồi. Ra đây anh nào. ra đây ra đẹp này, ra đây ra đẹp này anh, xong mình bấm ke nó quay kỹ nghèm luôn anh ơi. Ok, ra đây bên ơi. Ok, để em xíu. Ra đứng ở cầu thang nào. Em chế cái 17. Trời ơi, bao sáng bao đẹp luôn. Không, kệ ỉa nữa. Ai không, nó để trước nè, nó để trước, nó để trước, nó để trước. Thành đạo lên May TV cũng ỉa chứ không phải là. Rồi ok anh ơi. Chào đi, chào đi. Rồi em chào, bấm lúc nào vậy anh Chi à? Đúng rồi. Quay. Thằng Bình ỉa anh ơi. Không, cái con cóc của mình nữa. Trời. Ok rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel game offline của mình á. Video này thì chúng ta sẽ chơi tiếp tục cái series game ARK các bạn. Cái bản DLC Aberration tới anh ỉa kìa. Tại thấy hai em ỉa nó mắc ỉa theo á. Mới vô ỉa ỉa anh đổ thừa nữa. Còn ướt nhẹp. Cái này con ếch của em ỉa nè. Con chó chứ. Lập con vô. Chó mà ấy bự ghê luôn trời. Có chút xíu mà để kinh dị thiệt. Em vô chế độ nha. Xem sẽ rác dữ trời. Ủa okay, anh nhớ còn từ. Anh nhớ còn một cái con ếch kia đâu rồi, nó trưởng thành chưa? À đây nè, nó đây nè. Nó lớn luôn rồi. Nó bulldog luôn rồi anh. Nó trưởng thành luôn hả các bạn. Gasoline nè anh. Là cái gì em? Đấy. Đâu? Sáng lên. Cái con của anh ánh sáng xanh nè. Không, em thích ánh sáng hồng à. Mày nó mất rồi, con nó chết rồi. Nó chết rồi. Dĩ bệnh. Đây nè. Cái gáp gì nè anh? Đâu? Gáp nào? Đấy. Gáp offline gì nè. Mà để làm cái gì á? Không phải, nó cần phải gáp bone kìa. Không phải đâu em. Cái đó là phải xây cái nhà lấy ghe á. Mà trong tập này chúng ta làm gì? Đi lấy trứng rồng hay gì? Dạ thì đi lấy trứng rồng ok anh. Đi lấy trứng rồng thì nghe mấy em kia nói là ở trong này nó có ở trong cái chỗ trứng rồng nó rất là nhiều độc á. Đúng yeah. Rồi, thì bởi vậy mình mới cần bộ đồ trứng rồng. Nào mới đặt con này đây. Ồ. Cái bộ cái bộ giáp nào để phòng độc. Trong đó cái bộ giáp nào để phòng độc. Hasaki gì đó. Xem coi. Hai giáp á, hai giáp đúng rồi. Cái bộ giáp Haya. Đúng rồi, Haya. À cái bộ giáp này đó đúng không? Hayasui. Hayasui thì nó cần lưu game. Rồi cái Rabon đó là ở đâu? Chế sao em? Là cái đồ máy hút ga anh. Cái máy, hút ga. Chế cái máy ở trong cái mở ga á. Là cái máy ga collector đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cái máy này nó cần Cementing Bay, Vital, Metal and God với mà cái Get Game. Cái Get Game đó là chúng ta phải đi tìm. Hợp lý đúng không? Dạ. Rồi giờ trong tập này anh em mình đi tìm Get Game. Gì mà quậy banh nhà hết trơn vậy bồi. À, không em làm lại nhà anh. À em làm lại cái bếp không? Ủa cái không cái giường này. Rồi bước vô nhà mình sáng ghê ta. Ngon anh. Mới thấy cái tập này là sáng ghê luôn á. Ủa bình dọn dục rác nhiều vậy. Dục dục ké nha. Bỏ mấy cái cục cức này vô trong tủ lạnh không được ta. Cho nó cho nó đông lại thành đá. Đẹp quá trời ơi. Nhưng mà không có get game rồi, đi tìm get game em ơi. Đang chế được cái bộ đồ phòng độc đó mới đi lượm trứng rồng nữa các bạn. Nói chung là hơi căng rồi. Đi kiếm rap bone anh. Cái rap cái rap phải có cái đồ ấy mà. Cái rap bone đó là phải có cái quên mình phải làm cục đá anh ơi. Cục đá gì em nói cục đá gì? Cái đá mà để bắn cua anh. Bắt cua luôn. Đem theo cái máy này để dành bắt cua luôn đúng không? Thiếu đá. Có Metal and God ở trong này nhiều lắm nào. Có chưa? Có rồi. Đi này mấy ngàn nữa. Nhưng mà cần Metal nữa anh.
Nhà hết metal rồi. Đi, bây giờ chúng ta đi farm. Metal ingot hay là metal không? Metal thường. Đi. Đi lên đường mấy em ơi. Ở nhà hôm bao nhiêu? Mình cần bao nhiêu? Cần cái gì anh? Metal thường bao nhiêu? Cần để chế metal ingot anh. Trời ơi, bước vô đây nó sáng chói luôn cái gì. Ủa, sao nói metal ingot anh Phương nói nhiều lắm mà. Nhiều lắm mà, trong này nè. Thôi rồi, còn có 2.000 à. Còn có 1.000 à. Còn 1.000 đủ bách. Cần nhiều dữ vậy. Ừ. Nè, anh giữ 2.000 nè. Trời đi anh ơi. Đi đi đi, rồi đem giấu cái máy mà vô đi. Tập này là đi tìm Red Ram á các bạn. Red Ram cho để nó mà chế đi anh ơi, cho nó chế đi, tí về lấy anh. Em không đem theo à? Cho nó chế cục đá kia anh. Rồi ok ok, vậy đi. Đây. Chọn được địa điểm chưa? Dạ. Nói chung là theo em biết á, là cái list game á. Thì cái gì là... hén ở dưới kìa anh. Là đi. Nó ở dưới cái chỗ khu có khí độc luôn anh ơi. Chỉnh trời sáng lên xíu anh ơi, Phương ơi. Gì mà ơi 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 gì vậy? Lạnh quá. Đúng rồi, mà chỗ của anh lạnh vãi tèo luôn á. Trời, chỗ em cũng lạnh kinh, em đắp mền chơi nè. Đi chơi. Em đắp mền chơi nữa. Em đang ở chân chuồng nè anh ơi. Không biết có em nào mời coi đắp mền coi không á. Anh ơi. Đây 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 đây. Chứ anh ơi. Đi, thôi đi anh ơi. Đi đi để em dẫn đường tới cái chỗ khu khí độc nha, hay sao? Anh muốn đi đâu? Rồi, cái khu khí độc, cái khu nào mà có get game á. À quên. Okay. Để em chế cái bi mổ cái gì chết. Chết còn cái đồ nữa. À đúng rồi, chết có hồi sinh lên nữa. Đi đi lên đây vô cái bia mộ điểm danh em ơi. Em phải điểm danh nào? Em chưa biết dùng bia mộ, hồi giờ em chưa biết dùng bia mộ luôn. Không, cái này thì anh biết rồi. Cái bia mộ là chúng ta vô điểm danh, lỡ chết thì chúng ta không bị mất đồ mà cũng đỡ. Nè anh em ơi, ra đây ra đây ra đây. Có cái mod đó cũng đỡ. Đi. Đây. Một cái qua nè. Đâu, bây giờ làm sao anh xây ra hả anh? Quăng qua này nè, ở ngoài này nè cho nó xanh cỏ em. Đây, đâu có anh đâu. Cái em bình á. Đây, mổ của em nè. Cái cần ghi tên không anh? Cần chứ anh. Sao em đặt ngay chắn cái cửa nhà luôn vậy đó. Vậy thì anh xanh cỏ ngay đây. Ủa đâu thấy đặt tên đâu. Có anh đè vô. Em đặt ở đây. À, đặt cái bên luôn đi. Cho chúng ta có bạn. Dạ. Chính chết cùng nhau mà. Ủa không thấy đặt tên mình ơi. Set xin test em. Ủa gì em bị gì? Sẽ xin test đây. Game of night. Ủa recover anh không có. Anh phải bật nó nha. Ok ok. Nhớ bật lên nha em. Bật lên bấm lúc nào anh? Tu non á, bấm E vô tu non. Dạ rồi, tu non rồi. Rồi ok. Kệ ỉa tùm lum hết trơn. Cô bé liền nha. Yeah. Rồi ok, bật chưa, bật chưa? Bật hết rồi anh. Rồi em nào dẫn đường đi. Đi anh. Trời sáng chói có một khu vực luôn. Em dẫn tới cái khu đó để kiếm cái get game nha. Dạ. Thì để mình phổ biến lên cái tập này các bạn, đó là chúng ta sẽ đi tìm get game để chế được cái máy hút khí ga. Rồi từ cái máy hút khí ga đó mới làm được cái bộ giáp phòng độc. Là cái bộ giáp gì nè, Haza. Lên đây bay anh ơi. Là bộ giáp này nè. Lên đây anh ơi. Ok, đâu em đâu. Giờ quẹo trái hay quẹo phải em Phương? Anh Lì. Lì ra. Lì biết đây nè. Quẹo bên đây nè. Ở bên phải nè. Phải đâu mày à? Đi dưới. Ờ hình như là nó ở cái tọa độ là tầm cỡ. Nói chung là đi luôn rồi, sáng chói quá. Đi trước khi đi ỉa nữa, phải thật. Đi anh, vậy đi trước đi, đi trước đi. Bye đi em. Đi mình ơi. Yeah. Ủa sao có em nó cắm đầu xuống đất hoài vậy? Để có anh cũng cắm đầu nữa mà. Đi chạy bộ. Ồ, anh có đem theo cái móc không vậy? Có. Dạ ok. Có đi thì leo lên đây lại thôi tại chứ anh đem theo có 2 cây à. Cũng vậy ok không sao anh đem theo cũng mấy cây lên bình ơi bây giờ bay sướng nè bây giờ cái đoạn này vẫn bay mà động tác lụm anh ơi lụm let's game đúng rồi cái phần động tác này cũng có get game đó các bạn. Get game nó quý lắm á, trong cái nói chung là trong này nó quý. Rồi, em chưa làm net game em bị ói luôn rồi.
Để coi cái này, cái con này là tăng cái này đúng không? Con tăng, nào tăng cái con cốc. Tăng hơn chưa tăng stamina anh. Ờ tăng cái con chó. Cái giọng thứ hai phải không? Dạ. Yeah. Để anh đặt cái con bulldog này, là đặt tên lại đi. Tên của anh. Sao đặt tên không đó? Có, không có chết. Còn là xanh không à? Em thấy toàn là cứt không anh ơi. Ừ, thấy xanh nhiều mà. Anh lại đây nhìn nè, cứt không à nè, đó 1 cục, 2 cục, 3 cục, 4 cục. Không, mấy cái red game là nó ra đá chứ nó đâu có ra mấy cái này đâu. Đâu có ra mấy cái gối. Kìa cứt ỉa cái tùm lum hết chứ. Có mà anh, hôm bữa em lượm viên mà. Hôm bữa em cá lượm viên. Hôm bữa động đất anh cá lượm vài viên á. Nhưng mà em không, lúc đó em không biết nó quan trọng, em giục luôn rồi. Thấy tòa Berlin với gỗ vậy được không à? Ý, độc ơi. Cái gì mà ỉa thấy ghê vậy? Kìa ỉa. Thôi đợi đi, để mình nó ỉa xong rồi đi. Đi chơi, 5 đi chơi. Cục, 6 cục, 7 cục. Chưa cái map này nó ỉa nhiều nhất. Cô trái nha anh. Ê con Raptor. Sắm mặt mày chưa? Hơi đòn rồi. Đi. Đây. 1, 2, 3, đi. Đây, bay qua trái nha anh. Bay qua trái okay. Nha. Bay qua trái nha, không phải bay qua phải đâu. Ok đây. Yeah. Hai em Superman. Hả? Đẹp. Không không, DW không bấm gì hết. DW rồi chuyển hướng chuột thôi. Ờ không đè chứ bác hả? Không. Hai em Superman. Superman tới đây. Để em lên đây bay tiếp. Được. Được, đu lên. Lấy cái đầu móc ra đu lên nè. Rồi em lên rồi nè. Rồi anh té xuống dưới này luôn rồi, vãi tèo. Móc lên anh, móc lên. Anh vừa bay về chuyển đầu móc luôn. Sắp hết hạn rồi, đúng rồi. Kệ em thấy gì móc nhanh hơn trời. Ừ, em móc có nhiều móc á. Em có 2, 4, 6, 8, 10 cái móc rồi. Anh còn có cái nữa. Chết rồi, cái này sắp hư rồi. Tí chi anh ơi. Ok. Anh lên được không? Anh lên được không? Đang bay. Đang leo. Hello. Anh đang leo. Hello. Anh đây. Đây, anh leo tới, anh đưa thêm ít móc. Úi, rồi, 4 luôn. Rồi, hư luôn. Rồi em xuống với anh luôn nè. Thôi đi đường này luôn đi, mình đi bộ đi em ơi. Sao hai người như cặp bồ vậy trời? Cặp bồ gì ông nội? Bồ gì đại dương? Cái gì mà cái gì em xuống với anh hoài vậy? Thì xuống với anh đưa đồ. What the fuck? Đúng rồi. Nghĩ bậy gì ba? Ủa, có chân lộng đường anh ơi. Đây nè, anh đang đứng đây nè. Xuống đây đi bộ đi em ơi. Ý, con kiều. Con kiều. quăng ra đây, quăng ra đây cho anh dạy cái móc anh nhìn lên. Đây, em bình chứ không phải lì anh ơi. Đứng lại coi cha nội. Chạy như siêu nhân vậy ơi. Anh đi đâu vậy, đứng lại coi. Nè, anh đang đây nè. Lì. Ê, con màu đỏ nè em Phương, anh lì. Ờ, bắt con màu đỏ kìa. Nắm hai kìa. Hết hồn tưởng nào bị chết chứ. Được rồi, tại vì anh chẳng ăn thịt kiều mà. Quăng ra. Con này con baby, thôi bỏ nó đi. Này yếu sinh lý quá. Đâu, tao đâu. Coi chừng em lộng đường á. Đây, cái đồ ấy nè anh. Nè, cho anh 3 cây. Em nữa. Ok. Em đang hội của anh nữa kìa. Ở chiếc cụ này lấy thịt cụ em ơi, anh hết thịt cụ rồi. Anh em bây giờ đây, anh em xác nhận nha. Ở đây là Phương. Xác sinh động vật. Wow, sao farm nhiều cái gì? Ngày mai anh sẽ lên báo chí. Mà sao anh chặt nhiều cái gì 3-4 ngàn luôn kìa phải. Đi. Chắc liền này á. Đi đã đi. Có hấp thụ tinh hoa cho con ấy không? Dạ có chứ, hấp thụ nhiều chứ. Rất tờ nha anh, coi chừng nha. Chờ nó luôn, sao phải xoắn anh ơi. Phan cho anh hấp thụ con anh ơi. Đó rồi. Nó kìa, nó vô nó chơi kìa. Chưa anh chưa kịp hấp. Đúng rồi anh, đây đường rồi. Anh chưa kịp hấp thụ vô con ấy nữa. Nhiều mà anh, đây nè. Giết được đớp anh ơi, giết nhiều anh ơi. Rồi, đường nào khoan ra chứ. Đây. Ý, chết con này rồi. Em lại bắn chết này rồi. À, thôi chết nó kệ nó đi. Đây nè em nè, bình lên đi. Go. Căng chi thịt cừu không? Thịt cừu nè. Kiều. Anh không có thịt cừu chết. Đây, em cắt thịt cừu chín đây. Mình lấy anh đưa.
Bình này mỗi người 70. Anh chỉ có bít tết thôi. Đây, ok, mỗi người một cái anh. Này Bình. Trời ơi, con rùa, con kiều này tới 10.000 luôn rồi. Rồi Bình, thành nào. Đâu? Đó. Rồi, đi em ơi. Đi ơi. Ủa, cái nào đẹp cái gì? Dạ anh. Cái ánh sáng hả? Chọi vô lưng anh luôn, cho nó phát sáng lên. Cho đẹp. Chọi vô lưng em đi. Chọi rồi, chọi Bình rồi. Sao anh chọi vô ngực em? Nó chọi vô vú em. Đi. Ê? Đi. Ôi, bay đầu em ơi. Thì Phương. Ủa, anh Phương đi yên. Kìa bay đầu. Bay đầu em ơi. Bắt đời. Kìa bắn ngay chân luôn kìa. Để anh chọi vô đít Bình cái nữa nha. Rồi, nét hai vú của em rồi. Rồi, ok. Đi nào, đi, go. Đi, come on baby. Trời, giờ đi dậy luôn. Anh Phương đây. Nha. Qua đây anh. Em nhiều rồi nha. Sao, bay xuống hả em? Để em coi thử đúng đường không. Ở dưới đó có get game hả? Ê, cái giường yeah. Anh Phương đã chết rồi kìa. Nhưng mà anh sạc pin chưa? Rồi. Sạc pin cho con chó hả? Ủa, cho con chó này hả? Yeah. Mở điện lên nha. Rồi, cái đèn của anh đang cháy mà. Yo, let's go. Sao cho nó sạc pin được? Thôi đi luôn đi. Ở đây sạc con bướm á. Sạc con lâm đóng á. Đây, chơi luôn em ơi. Coi theo phải không này, vừa bay vừa coi bản đồ này. Đi theo em nha. Ê. Rồi bú luôn á. Sao đây? À, em chung sắp tí. Rồi anh bay đi đâu? Em thì dẫn đi đường. Theo em ở dưới nè. Để anh leo lên. Anh đi thẳng luôn nha. Qua nhưng bên đừng... cái động này luôn hả? Dạ. Nhưng mà đừng cứ có... bay đi anh ơi. Đừng bay có, chỗ đừng, nào? Đừng có vô tới nha. Chỗ đừng nào mà... À anh thấy đỏ đỏ kìa. Anh thấy đỏ đỏ kìa. Get game dưới đó kìa. Vậy, thấy không? Thấy. Hay mình sẽ nhả đây luôn đi. Ở giao nhưng mà nó bị lắc rồi. Ủa anh Phương ở dưới là cái hang động anh Phương. Đừng đi xuống anh, đừng xuống. Trời ơi, như này là một thế giới rất là dữ dằn hả các bạn. Anh Phương ở dưới kìa, có get game kìa, có get game dưới này nè. Rồi em bị đánh. Có get game dưới này nè em ơi. Đây, em đang xuống nè. Ô, chó dưới em rồi. Bây giờ anh đang bay ở đâu vậy? Anh nhớ lấy cái móc đu nha, không đu là chết á. Anh Phương ơi, sao tàn rắn không vậy Phương? Cứu em. Bây giờ anh đáp xuống đây cũng gặp gích không à. Ồ, rắn không à anh ơi, chạy. Chạy nhanh đi. Lấy cái này nè. Em lên chỗ Phương nè, mấy rắn không à, đu đi. Anh ơi, rắn không à anh Lì, sao anh xuống dại quá vậy anh Lì? Rồi có get game ở dưới kìa em ơi. Leo lên, từ để em leo lên cái vị trí hang động. Ồ, dưới có cái hang động cả anh, xuống lấy trứng anh. Nhưng mà em không có bộ gì, bộ đồ phòng độc, em té xuống dưới chắc sắp mặt. Thì bây giờ game nó chỉ có đi lượm thôi. Rồi, chết em rồi, em lọt hố rồi anh ơi. Anh Phương xây bếp đây luôn ấy, cho nó tiện, bữa sau mình đi khỏi đi. Ồ, ok, hợp lý. Nhưng mà anh không có đem nguyên liệu theo. Anh ơi. Thôi anh. Đồ má chó nó chơi em kìa, ồ, chó nó ra kìa chó. Anh Phương ơi, gắn với em anh Phương ơi. Rồi, từ từ, đừng tiến xuống nha anh. Phải. Em đang quen. Ủa sao nó không đủ chiếu sáng trời. Anh Phương, xây nhà đây đi em. Xây, đúng rồi, xây đây em, xây đây, xây cái bed này đi em. Anh nhìn thấy dead game à? Thấy rồi, ở dưới đó kìa. Kìa, bên đây, bên đây một đống này. Kìa, chiếc mặt kìa. Nhưng mà vô không được đâu, lắm. Không, cái cục bự không phải anh ơi, cục nhỏ. Nhưng mà vậy phải xây cái giường đây đi em ơi. Để em coi thử. Xây cái giường đây đi, xây cái giường đây đi, đặt tên là gì? Xây thách này mình, xây thách này anh xây giường đây. Trời ơi, dưới cái hang động này dữ dằn quá các bạn ơi. Quả dữ. Đúng rồi, phê muốn đó. Khóc luôn anh ơi, muốn khóc luôn á. Có cái game ở dưới đó kìa. Khóc đi đường ngày ngùng em ơi. Trời ơi, nhìn thấy anh em mình đẹp ghê ta. Màu sắc đẹp anh. Ừ. Ôi, cái bản game chết này càng chơi càng phê các bạn. Yêu thích cái series này thì mấy bạn nhớ like với mà đăng ký nhiều vô nha. Bây giờ tạm thời mấy ông like đi với mà đăng ký đi. Kéo xuống đăng ký với mà kéo xuống like đi. Nhưng mà để lại câu bình luận đi. Là em xem tới cái khúc này rồi. Ý có quỷ gì kìa anh ơi. Con chó gì em kìa. Em cũng quỳ thánh bình rồi. Sao đi em đi. Vậy nó sợ kìa. Ừ, nó quay qua.
Nó trốn rồi. Ê, nó chết bà rồi, anh té. Bay bay anh bay đi, bay đi, lấy cái đồ kia. Ừ, nó lên kìa anh ơi, nó đẻ con nữa kìa anh ơi. Dồi. Xây 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 bét đi, xây bét đi em ơi, xây bét đi. Đây đây em đang xây, đang xây. Ôi nó đông quá. Trời. Ây da. Ây da, chết bà rồi, xuống đây bị kiệt sức gì em ơi. Dạ thì khí độc á. Khí độc. Thôi tắt ngâm đớm đi anh ơi. Ôi chết rồi, chết rồi, chết rồi anh ơi. Rồi, xe luôn. Ôi kéo rồi. 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 Luôn rồi. Rồi. Sao hai em bị chết vậy? Kéo em theo luôn. Khí độc quá hả? Không được sai. Không được sai. Thôi về 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 lại hang động anh ơi. Về lại hang động đi. Mình phải phải phải. Em rút máu rồi Lê ơi. Phương ơi. Phương ơi. Đây anh, đây anh. Đây anh, pha này đây anh. Ờ cái này đâu có get game cục bà gì đâu. Có cái cục nhỏ, cái cục lớn này nó chỉ là đẹp thôi, cục nhỏ mới là thích game. Bây giờ sao dưới này khó chơi với vậy. Ô sao em không bị mất máu anh ơi. Anh em không bị mất máu anh ơi, anh bị mất máu sắp mặt rồi nè anh Phương em ơi. Anh hại em rồi anh Phương ơi. Anh Phương em hình như cái party tôi với em cao nên em không bị mất máu. Bây giờ dưới này có con gì nữa kìa em ơi. Anh Phương ơi, tìm thử anh, tìm thử. Không có ghét game bà gì hết á em ơi. Có anh ơi. Ê, mấy con ngọng tàng hình nó nhiều lắm. Ủa, kể em bắt tử sao vậy anh? Sao em té đây bệnh? Ủa, em bị bắt tử anh ơi. Bệnh, sao em té đây vậy? Đứng vậy? Buông ra bệnh, buông ra. Chèo lên anh ơi. Chèo lên đâu em đang ấy, kế bên anh mà. Anh bị điên anh ơi, em đâu thấy đâu. Bình đi đâu, anh bị không á. Bình nó ở đâu mà à. Thằng Bình nó đang dính cái đít của anh, nó đang hự cái gì nè. Không phải bị lắc á, à. Em đâu thấy đâu. Em đang trèo lên anh ơi. Trèo. Trời ngày mời các bạn xem nha, thanh niên trèo kìa. Ở đây có đít zone anh ơi, ở đây có đít. Em tìm cho bạn thấy mà. Ây da, gọi. Ủa sao em xuống đây hoài vậy, em trèo lên đỉnh đó mà. Cho anh ăn đi, lại lên, con gồng nó lại là chết liền bây giờ. Đâu có cái kia đâu. Ờ thôi sắp rồi, anh sắp tỉnh rồi, anh sắp tỉnh rồi. Ủa sao ở đây mà mình không bị sao hết ta? Thôi được rồi, được rồi. Phan bình tĩnh, xây cái bét đây đi em, xây cái bét đây đi. Xây cái bét đi đi Bình. Sao vậy anh ơi? Ý con gồng kìa, em chạy trước đây. Xây cái bét đi. Bé Phương nằm chà bãi kìa, what the fuck. Em không có đồ, em chạy đi tìm đất vô nha. Chắc không chết rồi. Bây giờ vô cái thời tiết này, hồi nhìn hồi chói mắt quá. Ồ, không phải là không bị, mà là mình đang ở trên cao. Nó chưa bị anh ơi. Đây nó đang riết em nè. Nó riết em không thấy đường luôn. Đúng rồi, em còn mắt quá trời. Xây một cái bét đây đi mình. Rồi anh em mình đi tiếp. Anh phải mặc cái bộ đồ kia thì nó có mấy cái kính để anh vô nhìn thấy đường. Ồ, xuống đây chối quá. Đây em đang té xuống đây, đủ máu. Đủ số lượng máu để mà tìm nét vô. Tìm cái nét chứ. Cái nét game đó đúng không? Dạ, nét game. Bình ở đó xây nhà Bình. Đúng rồi anh ơi, em xây cái bét nè anh ơi. Xây bét đi anh chạy qua đây anh kiếm. Thôi. Thôi anh em mình đi chung đi ơi. Dạ đợi em chút, đợi em chút, em lỡ té rồi. Tắt đèn của con gì anh ơi. Tí nữa em không chết rồi mà. Quỷ này con không có. Chói quá trời quá đất luôn rồi các bạn ơi. Mà series này chơi phê thiệt. Ấy da. Bây giờ chạy tới chỗ đây nó bị chối em ơi. Ủa anh em đâu rồi? À, lâu lâu nó nhá cái màu gì lên á. Ê đừng có chạy qua đó Bình, nguy hiểm đó Bình, anh sắp mặt rồi nè. Rồi em chết kìa, rồi em ở bên anh. What the. Em chết rồi, em mất đồ rồi sao? Em mất đồ từ nãy rồi. Vâng. Em mất đồ từ nãy rồi. Em có chế cái bát này rồi Phan Bình. Đúng rồi anh ơi. Rồi em chế cái bia mộ đây luôn đi. Chế cái bia mộ đây luôn đi, lỡ chết cái hồi sinh đây. Đi xuống nữa mới bị mất máu anh. Ở đây không bị mất máu. Bên. Đúng rồi, em chế đi rồi anh hy sinh lên xuống dưới anh kiếm cái gì nè. Anh ơi, anh đừng cơ hói em anh ơi. Em bị dưới tim anh ơi. Chế cái liền cho anh đi. Từ từ anh ơi, cái gì cũng phải từ từ anh ơi. Trời ơi, chói mắt quá các bạn ơi, hết thấy đường rồi. Mình hết thấy đường rồi.
Chói mắt thiệt ở ngoài. Ý, con rồng trước mặt anh Kim Phương ơi. Núp đi, núp đi, núp đi, núp đi. Tao quýnh nó luôn kìa. Trời ơi, tao quýnh con bulldog của anh rồi. Trời ơi, nó giết trên ngắt con ấy của anh rồi, hiểu chưa? Hiểu chưa? Thôi. Rồi, em vũ đi rồi, em vũ đi rồi. Đồ của anh, ủa có, vậy là bây giờ nếu mà em về cái chỗ mà cái mồ của anh. Cái mồ cũ là có. Thiếu đá anh ơi, anh có đá không anh ơi? Em về cái kêu kêu à, đúng rồi cũng không được. Em về cái mộ cũ là có. Này có đá nè, anh có đá nè. Đi trời ơi, mà mình hết thấy đường luôn rồi. Anh có ba cục đá. Bây giờ là chỉ có tiền rất game nữa làm em bộ đồ con gì kia mới thấy đường được. Gồng á, con gồng á. Con gì mới bay xèo xèo vậy? Ủa, ở đây không có đá em ơi. Có, nó nằm trong khu vực này nè. Mình phải đi tìm nó nè. Anh đợi, anh đợi. Anh đợi em xây cái bi mộ này, anh xuống dưới anh lấy cái get game nữa bình. Không có xe minh tin anh ơi. Anh về anh. Về lại vòng nữa anh ơi. Chắc là về rồi. Cái get game nó nằm ở đâu ta? Anh Phương cho em mượn cánh này anh Phương. Cho em mượn cánh này. Bình cho em mượn cánh này Bình. Để em đi tìm thử. Anh nhớ cái blue game với lại green game cho em nè. Là những cái cục nhỏ nhỏ anh Phương. Thì cái đó nó cái đây nó cũng là những một cục nhỏ nhỏ mà được nó màu đỏ thôi. Chứ nó không phải là màu cho anh phải mượn, là... cho anh mượn cái áo giáp khác rồi. Áo anh sắp hư bay dưới rớt là sắp mặt á. Cho anh cái áo giáp khác Bình. Em đâu như có áo anh. Em có. Còn anh dục ra em chưa lượm mà. Anh dục ra rồi mà. Có chưa? Anh cho em cái áo nữa, chứ em chế cái áo lá đi. Em không có đồ luôn. Áo lá dành cho con gái mà ba ơi. Chế cái áo lá cái này mà. Này. Anh coi cái cây đây nè, nó có polymer nè. Có không? Có, nè cái cây đây nè. Ồ. Cây quỷ này có polymer luôn, trời quái, tè chè đầu đi. Mà nó không có... Cho mượn cánh đi, cho mượn cánh. Em làm gì có cánh. Em có phi bờ không? Em có phi bờ không? Dạ không luôn. Bên kia. Có phi bờ anh ơi. Đây đây, chạy đây đây. Ok anh ơi. Rồi, ở đây khó sống ghê các bạn. Chúng ta chơi cái cục red game nó nhỏ nhỏ anh. Nó không phải là cục bự đây đâu. Giống như blue. Em chế cái áo ra đi, em chế cái áo ra, em gắn cái cánh vô. Được rồi. Được chưa? Chia ra tìm nha. Giờ mình chia ra tìm nha. Chia ra tìm. Cho anh cái áo luôn. Cho anh cái áo luôn. Cho nhiều áo luôn. Hai ba cái gì đi. Tại vì cái áo của mình sắp hư rồi. Rồi em. Ok. Anh còn cánh không? Cho em thêm mấy cánh nữa. Cho cho em thêm cái nữa. Rồi ok. Chia ra tìm red game nha anh. Ok. Chính biệt anh em. Chính biệt Bình. Bình không chịu tạo cho anh cái ấy. Không có phải không? Thôi sorry em. Nó cũng gần mấy cái cục màu đỏ anh. Nó cũng gần mấy cục bự á. Nhưng mà điều nó là cục nhỏ thôi. Ok. Iron Man tới đây. Chưa mất máu, hình như là phải xuống cái đoạn mất máu nó mới có anh ơi. Đi anh ơi. Cố tìm xem. Ôi mất máu rồi, bắt đầu mất máu rồi. Ôi anh ơi, em đi lên rồi. Phải này không ta? Cục nhỏ anh. Không phải rồi em ơi, trời tự nhiên sáng đẹp chứ gì. Thì ra em hả? Anh con cóc anh chích ngắt rồi. Em đứng dòm để cho anh nhìn xuống. Đằng kia có con gọc là... nha em. Em nghĩ là nó chỉ có là ở dưới đáy thôi. Hình như có con Weaven hay sao vậy? Có con gọc ấy á. Trời ơi, cái này bao nhiêu tặng chứ gì trời. Thấy ghê gì. Hình như em thấy game rồi, em thấy game rồi anh. Đâu? Ở dưới đáy luôn. Xuống tới dưới luôn hả? Dạ, dưới đáy luôn, thấy game rồi. Lấy đi em. Ây da, trời bị chói rồi em ơi. Trời ơi, còn chết rồi. Chết rồi, bị chói rồi. Cái gì mà ghè vậy ta? Nó giống như là cái... Nó làm đau tay mình anh. Rồi, xì đen luôn. Rồi, sắp mặt, em đã sắp mặt. Vậy là thế giới này chỉ còn mình anh.
Em còn sống, em còn sống anh. Anh xuống tới biệt ở dưới rồi. Động đất tới nữa rồi. Trời, xuống dưới này kiệt sức quá các bạn ơi. Sắp sửa sắp mặt. Không được, xuống đây càng ngày càng sắp mặt. Em bị mù mắt rồi anh ơi. Đúng rồi, anh cũng bị mù mắt rồi nè. Trên YouTube nó chỉ em là ở dưới này mà. Em thấy nó farm luôn mà. Nó farm cái get game được đúng không? Dạ, nó cũng mấy cục giống mà ở gần mấy cục màu đỏ nè. Nhưng mà nó là những cái cục nhỏ li ti. Anh sẽ cố gắng. Đi anh em mình đi anh ơi. Metal em ơi. Anh lại yếu sinh lý quá rồi, chờ anh chết đi. Ý mé tổ anh. Không cùng lắm em ra đó em lấy tàu độ thôi. Đúng rồi, lấy tàu độ đi em ơi. Ây da, dưới này nó có cái mặt quỷ gì á em ơi, khó chịu lắm. Để chút em nằm xuống ha. Em lấy tàu độ ra. Trời ơi, chói mắt quá các bạn ơi, khó chịu quá. Xong rồi ráng kiếm get game về làm cái bộ cho đó. Có được get game là cuộc đời chúng ta sẽ hết khổ. Cuộc đời nó đẹp tươi bao la luôn anh ơi. Đời vẫn đẹp sao, như mình xuống tới dưới này chưa ta? Anh ơi, đẹp ơi. Trời, bạn kéo không thấy chứ. Mấy... Em đang ra ngoài coi hay chưa? Đúng rồi, lấy tàu độ đi em ơi. Ủa anh tới cái vùng đất gì mà màu xanh xanh gì vậy? Tàu độ của nó là 65.7 xẹt 68.3. Hơi hết hồn mình. Phải. Anh đang suy nghĩ tới diễn cảnh là anh sẽ gặp con rắn. Anh tự nhiên em ở đâu em xuất hiện gì? Cái gì vàng vàng vậy? À, cứt của anh Phương. Sợ quá té cứt luôn đó thấy không? Đi anh Phương, đi xuống anh Từ. Xuống em. Nhưng mà chói mắt quá à. Đi qua đây anh. Ở dưới này nè, dưới này nè Bình ơi, Bình. Em thấy rồi, em thấy rồi. Thấy gì anh? Get game, dưới đó kìa. Đây. Ồ, ngon vậy. Không biết phải không ạ? Không phải. Cục nhỏ mới đúng. 65.7, 68.3 anh ơi. Ồ, con rồng kìa anh ơi. Cầm gì? Ồ, con chó kìa anh ơi. Thôi em im đi. Ồ, con rồng nữa kìa anh ơi. Anh thấp cái đường rồi. Em thấy chắc mình rút về cái tàu độ. Anh ơi. Ủa anh Phương đang đâu vậy anh Phương? Anh đang bay vô tới trong này luôn rồi. Anh bây giờ đừng có hỏi anh nữa. Bây giờ anh lỡ chơi tới hàng cọp rồi. Trời ơi em xuống tới hàng cọp luôn anh ơi. Hàng cọp hàng gắn gì dưới này rồi. Anh vô tới hàng cọp, em còn xuống tới hàng cọp luôn rồi nè. À em thấy anh rồi. Đâu hay à? Ở dưới anh ơi. Còn nữa kìa em ơi, cái này hình như là mình xuống tới địa ngục luôn rồi đó. Sâu chỗ... kinh lắm anh. Anh ơi đừng bỏ em anh ơi. Xuống luôn em. Cùng lắm 11 mạng thôi chứ gì. Em không để thua anh đâu anh ơi. Rồi em thấy anh trong sờ rớt xuống luôn. Rồi nó bắt đầu rít tay em ơi. Ủa đúng rồi nó rít tay anh quá trời nãy giờ nè. Ở trứng cái ảnh này trứng. Đâu. Trứng. Đâu? Ở dưới trứng. Đâu? Dưới. Anh sắp mặt ra lên rồi. Té xuống đầu quá rồi chết luôn. Ê nhưng mà phan, em tính tới cái chuyện đi. Em lấy được cái trứng rồi sao em về. Bây giờ có con gồng con ở dưới này nữa nè má ơi. Con gồng cái bên em luôn rồi đó. Chơi liệu không anh? Ây da, rồi sắp mặt. Ôi hình như em thấy rít game rồi, đây nè anh. Get game rồi, đúng rồi, get game rồi. Get game đúng không? Get game rồi, xuống luôn. Get game rồi. Rồi, mặc áo giáp vô không kịp. Em không thấy mộ, trời. Anh ơi, kéo về lại anh ơi. Bảy con dí coi, dí em anh ơi. Get game rồi. Kết thúc game rồi. Ủa sao em? Em sửa lên mấy cái bét, không thấy cái bét nào hang động gì. Em có sửa đâu anh. Yeah, hồi quá, thấy chết.
Hết game rồi. Ủa tại sao em chết rồi? Em đâu có chết. Anh về ngay chăng. Anh về ngay chăng cái gì nè. Anh xuống dưới ngay chăng cái ổ của gồng luôn. Ở đâu mà nó xuất hiện nó tán. Ủa đâu mọi người. Giờ lấy đây sao anh bấm lúc nào bấm em? Vô bấm à, e bấm vô là được. Được chưa? Vậy được. Lấy hết đồ không? Dạ hết luôn. Ok. Đi tiếp đi tiếp đi tiếp. Tập này phê nha. Đi đi, đi. Mà lần này phải cố gắng nha. Đem đồ theo. Đem fiber, đem metal theo. Anh quá anh ơi. Em còn sống anh ơi. Chạy xíu nữa em chết rồi anh ơi. Mà em nhìn đồ đạc nữa. Em nhìn đồ đạc nữa vãi thật. Hư hết trơn rồi. Metal. Trời ơi nhìn đẹp chứ. Sửa đi, sửa đi, sửa đi rồi giúp anh em chúng ta đi tiếp. Đổi cái thằng này 5 mod anh ơi, thằng này 5 mod anh ơi. Hèn chi nó vô nó xuống như cái fan bình thường này. Ồ, chơi mod sao vui đúng không các bạn? À, ta phải tự tìm. Đi xuống bằng mình thôi. Xấu tính luôn. Đúng rồi, chơi game mà chơi mod. Nhưng mà coi tọa độ nó đâu à. Nhờ mấy thằng gì chúng ta mới biết được. 68 anh. Cho làm 68 anh. Ok. Chơi xấu tính quá. Và các bạn thấy phê không? Kích thích không? Ông nào kích thích thì nhớ nhắn hai cái từ thôi nha. Kích thích lắm anh ơi. Nhớ bình luận dưới nha. Kích thích lắm anh ơi cho mình biết này chơi tiếp nha. Bắt tắt tắt tặng. Nhiều móc luôn nha anh. Tới anh, tới anh, tới anh. Giờ tới nhà mừng quá. Sửa trong giờ, sửa trong giờ anh em chúng ta đi tiếp. Trời ơi, anh nhục gác kìa trời ơi. Skin nó đang đâu ra một đống luôn. Trời ơi, em xả gác gì kinh gì vậy. Em không biết skin nó ra cái đống luôn. Mỗi lần chết nó hồi skin ra. Kìa, em xả gác kìa thánh. Trời ơi. Thánh xả gác. Anh lì nha. Rồi, anh vô cái bàn sẽ mai thi hết được luôn rồi. Nhiều quá anh. Đồ hư quá trời luôn. Bây giờ mấy cái áo là quăng cánh vô hết đi. Đó. Áo nào phải có cánh hết á. Nói chung là bây giờ em chỉ cần tầm mà đủ đồ để chế thôi. Game, red game. Đúng rồi. Quay được bao nhiêu phút nãy rồi? Giờ mình nói cái chữ red game không biết các bạn hiểu không? Carbon what the. Nè, đây đây. Đây tôi nói lại cái ra nè. Nè thấy không? Trong cái phần ra đó. Cái item cuối cùng nó cần cái red ram đấy các bạn không? 20 red ram là nãy giờ chúng ta đang đi tìm cái đó đó. Biết cái mộ đó. Xuống dưới đó luôn cho lành anh. Hả? À, cái gì vậy? Cái gì em? Không, mình làm theo. Ừ, làm đây làm mình. Làm cái gì? Cái mộ anh. Ờ, mình đem cái mộ theo. Đi, anh ơi, ai đó giết em đi để em chết sống lại anh ơi. Chứ cái sao vậy? Nó bảy màu nhiều quá em không thấy được anh ơi. Sao giết lại bảy em màu? Đi. Nó tới 400 mấy phút rồi. Thiệt luôn á. Đây. Đây mấy bạn chứng kiến đi nha. Đúng di nguyện rồi muốn gì nữa. Ờ muốn đúng di nguyện. Giết em thôi cũng được rồi. Giết luôn con thú của em. Đây. Đây là tác hại của anh Phương đây. Đấy ác chờ giết sao chặt thành lấy luôn. Ác như trâu. Đem 1 tỷ kia đi móc luôn nha anh. Đem 1 tỷ cái móc. Trời ơi em quăng gác gì anh vô trong cái bàn không được. Trời ơi. Trong biết. Người em không biết vì sao. Trời ơi. Không có vô được. 9 phút. Phải hàng đi. Pick up. Ok rồi. Quá trời xả gác. Em lấy mấy cái áo cánh hết rồi. What the fuck. Chế lại anh chế được không? Để em chế cho anh. Rồi ok. Anh nghĩ là quan trọng là mấy cái áo này thôi chứ. Nói chung mình cũng trâu, mình lấy xong rồi mình móc mình đu lên, đu lên nó quýnh mình khóc luôn. Mà lấy được chuyện rồi đem về được không á? À được 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 được. Chúng ta có cái mod ấy mà. Có mod đi mộ mà chúng ta chỉ việc farm thôi, cùng lắm tự tử. Đúng rồi. À vậy cũng được. Còn không có cách nữa là bắn. Bắn gì em? Bắn bắn cái mà nó tên là Line á, anh sạch chữ Line á. Anh sạch chữ Line á.
Đó là ba bắn cái sợi dây đó rồi mình đu lên, mình làm một món đồ mình đu lên. Không, bây giờ có cái mod đó cũng em rồi. Dạ, dạ vậy rồi. Cùng lắm ta tự sát thôi. Không có bóp mi mộ được rồi, cứ farm đi, farm lòi bạn hồng luôn đi, chết hồi sinh. Farm lòi con mắt. Lòi bạn hồng luôn anh. Nhưng mà hết cái rồi. Cái lưu game mà kìa quăng vô đằng anh chơi cái mấy cái cánh. Đây nè, đi theo nè anh Phương, đi đi theo em nè. Phan lưu game cho anh vài cái ấy. Đây, 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 đây. Đây nè. Đây. Đây. Đi vô cái tủ đầu tiên đây nè. Tủ đầu tiên đây nè cha nội. Rồi, đây. Okay. Tủ đây nè. Rồi. Rồi vãi hàng chà đầu. Cái get game mà nó nhiều vậy là ngon luôn á các bạn. Sau này khỏi lo cơm áo gạo tiền. Trời ơi, tìm cái tên cái đâu trời. Cũng là tới cái này xanh mặt mày này. Fiber, Bình ơi, Bình. Ủa, ai lấy hết cung của em rồi. Fiber. Bình Phương lấy hết cung em rồi. Có đâu, anh chế 10 cái cung ra đó. À, cung gì anh? Đúng. Em có nhiều cung nữa, em băng ra cho. Trời ơi, nhà người ta có cây lá chỗ đẹp đẽ ông nội này diệt sạch luôn. Anh đang cần fiber. Giờ anh đang không phải là trang trí nữa mà anh đang cần sự nghiệp trứng gồng. Hồi nãy anh em mình mà anh bật god lên cái là đẹp luôn. Ôi god cái gì? Ôi, vậy năm nay. Đúng rồi. Mấy lần trước là god là chủ yếu là coi con quái vật nó là con gì thôi. Đúng rồi, đấm đó, đấm đó. Đã cái lúc mà anh em mình bắt được cái con gì nè, cái con gồng mà còn không pho tem đây, đúng không? Vậy god làm cái gì? Đúng không các bạn? Đó. Hay lắm, đúng rồi, quýnh đó. Vô, vô, cố lên, 2 đánh 1, vô, 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 chết con gấp tờ mình rồi. Electronic. Sao con gấp tờ mình chết luôn rồi? À đúng rồi, nãy giờ mới để ý luôn rồi, trời là trong cái series này mình không có bắt con gì luôn. Nên bên theo cũng đâu được đâu anh. Ờ, toàn khám phá mà kệ đi. Quan trọng thì đúng không? Nhìn có blue game bình, có blue game không bình? Trong này nè, trong này nè em ơi, trong này nè, trong này nè. Đủ rồi. Trong nào anh? Trong bàn smite thi nè. Thôi em xây cái cổng thì mất công mấy thủng lòng nó lên, nó kiếm chuyện. Đây, chế cho anh chứ lại bình mỗi người một cái này nè. Cái gì? Để tí cái gì mình đu cho nó dễ nha. Ok, ok. Kệ để chúng ta đu cho nó đúng à, cho nó đúng bài bản. Không, không, nếu là mình chế chắc thôi, chứ còn... Lỡ mình kia không được, mình đu cho nó đẹp cũng được. Ờ, cho nó logic game. Đâu? Dạ, yeah, một cái nè. Cái like á, cái like nha. Mình có trong người được rồi. Cái bộ gắn vô cái quần nha. Gắn vô cái quần nha. Đâu. Anh muốn ở test trong thử. Ở trong fabricator. Trời ơi, ông nội nào xả ghét nhiều dữ vậy trời. Đó là cái nào đó, em là cái máy đó đó. Dạ, yeah, là cái máy đó bỏ vô cái buồng nha anh. Zip line à. Dạ. Yeah. Để lát nữa mình cái đu thì mình đu. À em có đồn cái hạt nổ nữa. Nhưng mà cái gì thì tập sau đi, bây giờ. Cần mấy cái lần? Dạ, yeah, mỗi người cái thôi, gắn vô cái buồng mất buồng. Gắn vô cái buồng nha anh, gắn vô buồng với lại gasoline nữa đem ghe theo. Rồi, anh gắn vô rồi. Mọi người. Rồi sao xài được? Vậy gắn bỏ ghe vô. Cái bình ghe gasoline đó anh. Là cái nào em? Là cái bình ghe xăng nè, bình xăng nè, đây đây. Ở nhà bên đây nè anh. À cái bình xăng đó hả? Cái dạ. Này nó xài bằng xăng hả? Dạ, rồi bỏ xăng vô thôi anh. Bao nhiêu xăng? Bao nhiêu cũng được, để tự em test thử nha. Khoan, để anh bỏ thử nào. Không, em test thử cái đu dây thử anh em mình đu được không. Ờ, ok. Ồ, mới đây em có cái cổng cái lồng chiều luôn. Rồi. Sao bắn được em? Dạ, bắn nó bằng cái củ nó tên là Solin luôn anh. Chạy em cái nữa anh ơi.
là bắn bằng cái nào đâu, em quăng ra vậy. Anh không biết mấy cái này. Mình không biết các bạn. Đây nè anh, để em quăng ra cho. Ví dụ như gì nè anh. Đấy, anh đâu vô được không? Anh đi vô được không? Anh nãy anh có cái quần á. Không anh vô không được. Được mà, anh có cái quần mà. À được rồi. Rồi anh lên thử, anh đi xong anh lên thử. Ủa gì vậy, nó quấn anh kìa. Rồi e ra nha, lên được không? Lên được không? Anh mới bấm vô được nè. Rồi lên lên, đấy. Đấy lát nữa mình thích thì vậy cũng được, còn không muốn muốn làm sao cũng được anh. Cho em cái nữa anh ơi. Đây đây đây, đây chế cho. Bây giờ anh dính mắc kẹt đây, à tới rồi hả? Đó là cái móc á anh, em cái móc á em. Cái móc này nè. Cái móc nó tên là Line á. Line á. Cái này kêu bằng cái gồng gọc không anh? Cũng y. Đúng rồi, cái gồng gọc đúng rồi. Cũng hay. Hay thiệt, đúng là game này phê. Cần nhà cần phê đó. Mình khỏi cần cái kia cũng được. Bắn bằng cái súng đó là bắn bằng cái nào? Cái cây nỏ anh, cái nỏ gắn cái đồ móc vô. Để em đưa anh chọn bộ luôn nha. Ờ cho đưa chọn bộ anh muốn test thử. Hơi nó hơi bị ngon rồi. Đúng rồi im á. Cái này mới luôn kích đó. Em muốn đi đâu đi, dạ em muốn đi đâu đi luôn. À chết luôn vãi. Muốn test thử ai ngờ đâu chết luôn. Đâu chọn bộ nó đâu em? Đây, mình quay lấy cái này nha. Tên gì anh ơi? Fabricator á, nó tên là cái Line. Đây cho anh Phương một cái này nè. Với lại có bốn cái này. Bộ móc vũ quần à. Cái ga anh cũng có rồi đúng không? Cái kia cũng có rồi. Thì cái cách là anh bắn trên cao một cái, rồi anh bắn dưới đất một cái, rồi anh em thôi. Ủa cái cách tên gì vậy? Cái cánh tên gì vậy? Cánh nào? Gly em, cánh tên Gly. Chạy lại nè. Đấy, anh thử đi. Bắn thử cao cao lên. Chạy lại. Ok, để anh test thử. Để mình test thử cho bạn xem á. Rồi chúng ta đi tiếp. Là cái này đúng không? Cái zin bắn là lại. Bắn ở trên cái. Dạ, bắn dưới cái. Từ từ, để em xíu. Cái cánh là Gly. Rồi, vậy là xong đó ha em. Ủa gớt dạ, rồi. Rồi, mình e thôi. Vậy là mình e lên, mình lên xong mình... Dạ. Đúng cái rồi. Gì hoài với ông nội. Bỏ rồi, thứ cái mũ giáp luôn rồi. Mấy con khốn nạn cắp tơ này. Dùng bằng xăng em, dùng bằng xăng nha. Gáp hả? Ừ. Bằng xăng, một cái nỏ với lại một cái đây. Một cái nỏ với một cái này anh cho bên nè. Cái gì hoài vậy trời. Bực mình. Một cái nỏ với lại một cái cây nhọn nha. Một cái nỏ à. Khốn nạn. Raptor, rắp bọc gì rồi, ra đây. Qua đây, này, cho em mít nè. Bực mình người ta đang test được rồi. Được không anh? Anh nhảy được không anh? Chưa, anh đang test lại em ơi. Gách cái quần anh này. À, do anh bắn xa quá à. Rồi. Bắn ra nó dính được đây. Bắn không dính rồi, cho lại đi. Nhớ bỏ sang vô, hồi nãy em đưa nhiều mà. Em đưa anh có 4 cái, anh bắn hết 4 cái hụt lắc. À, đừng bắn xa quá hết vậy. Đây này. Rồi mắc cái quần rồi, để sửa cái quần này nè. 16 cái luôn nè. Bà lấy quần gắn tơ. Cắm mình lấy cái quần của anh nha. Ai lấy quần anh? Thúi thấy bà. Bà lấy con gắn tơ. Bực mình. Đấy, giờ đủ đồ ngày chơi anh ơi. Đúng rồi. Im rồi. Nói chung là phê là... Bất chấp tất cả. Mình lấy mấy cái đầu móc á. Phải để anh chút. Em lấy rồi. À cái zipline là zipline là chế chỗ này luôn hả? Dạ, chế này luôn, fabricator luôn, mình học chế luôn. Cho anh phần nữa nha mình. Ê, em dùng qua đây 16 cái nè. Qua đây 16 cái nữa. Đây nè, đây nè Phương. Đây nè, cái đây nè. Cái nằm riêng lẻ. Rồi ok. Lấy chế nhiều vô, bán nhiều anh. Không, anh chỉ cần biết là được rồi, mới mốt cũng có gì mình chơi nên nó dễ. Zipline. À là cái này nè các bạn, mình học rồi mà không biết. Ở cái này hình như là trong cái bản update mới này mới có đúng không? Cái bản DLC này mới có đúng không? Bản mới mới có. Em mới lên coi đó thật. Dạ. Em thấy tụi nó đu xong rồi. Tại vì em cũng nghĩ là lên được mà xuống không được. Xuống được mà lên không được là hết luôn á. Nó phi logic.
Rồi, xong xuống hết rồi anh. À, đến bắn thử em, bắn lại. À, dính đây nè. Dạ, dính. À, hiểu. Khó gì mà mình làm được nữa ta. Dạ, em cũng không nghĩ là anh game nó làm ra được vậy luôn á. Đấy, lên à. Dạ, đáng đồng tiền bắt kẹo. Ủa, dập nhớ đem theo... Nhớ đem theo xăng nữa nha. Ok, cái không này sao mà xăng là... Dạ. Hết xăng thì sắp mất. Lỡ đang đuôi dưới chừng hết xăng thì coi như là sắp. Uuuu, anh tới rồi đây. Thôi bạn hồi nãy giờ em thấy động đất cũng không rớt được kim em đỡ nè luôn. Rồi, rồi sao quỷ được ta? Kệ nó, khỏi quỷ luôn anh. À, có nè rồi. Đấy. À, lấy lại em. Để xíu anh em. Anh quỷ luôn. Quỷ được không anh? Được, được. Sao em không được? Được mà, do anh cho gà. Nghe. Do anh gà. Bấm cho nào anh. E vô hả sao anh? Đúng rồi, em E vô, giữ E vô. Giữ E nhưng mà nó có đu à. Em giữ E vô rồi em chọn cái chữ đi đi mid gì đấy. Ờ em không có chữ đó luôn rồi, không có luôn. Có mà. Em không có luôn, thôi anh giữ luôn, em lấy luôn. Ôi cái đây nó bị điên rồi. Thôi đi anh ơi, đi. Thôi đi anh ơi. Ủa sao có anh được mà ta? 10 cái đủ không? 9 cái đủ không ta? 10 cái đủ không? Thì nó đủ bị si ba chao rồi đó em ơi. Thôi đi anh ơi. Bỏ đi. Đi. Phan 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 phan. Đóng cửa lại không ta? Gấp to nó qua nữa. Mệt lắm. Thằng này luôn. Này em nhiều kinh luôn. Còn thiếu mấy cái bao tay thôi. Hỏi anh em đâu rồi? Đây ở cho, dưới nè. Cho anh vài cái bao tay cho nó giống hiệp sĩ thôi. Tay em không có rồi nữa. Bao tay bao tay của em đi anh ơi. Em có đem mấy cái bi mộ hay không? Có anh không, ơi. Mình lấy, đem. Đâu, bao mấy bao tay đâu có không? Cho anh cái bao tay đem vô cho lịch sự rồi. Lên chỉnh lấy đi anh. Đấy, em văng rồi á, em văng rồi á. Đừng quýnh em nữa nha. Đâu có. Đâu. Rồi. Đồ giống như cái giống như trái tim vậy. Trái tim. Quăng 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 cho anh cái em. Đi. Quăng quăng cho anh cái em. Ê, tôi mất tiêu rồi. Kiếm cốc nữa nha, kiếm cốc nữa nha, không có cốc là xuống đó. Bắt bắt mang cốc nữa, thôi xuống dưới sắp mặt rồi. Có đem bi mỏ theo chưa? Có sao chục trái rồi hả? Ờ, ok. À, em có đem bi mỏ theo chưa Bình? Rồi anh, đi okay. Đi. Anh phải nhắc mới được. Thôi hồi gà vô đóng đó. Cửa giùm em cái, khủng long nó tới đập nhà em nữa mệt lắm. Giờ như đi. Cái lồng chuồng, lồng chim với anh. Hết đẹp nhà rồi, bó buộc quá. Cấp nãy nó còn đẹp, em xây cái lồng lên hết đẹp rồi. Nhìn nó tù quá. Khủng long nó vô anh ơi. Ơ. Đây, đi cái máy con ấy nữa. Giống như cái chuồng. Thôi đi anh. Nữa. Dạ. Anh đang farm cái con này đi. Anh đang chặt thịt con này. Đây cho mình ăn nè. Cho ông đó ăn đi. Rồi tỉnh lại đi. Kiếm chó luôn anh ơi, qua đây nè, ừ, đi đây nè. Rồi em ơi, bắt lên. sorry, anh đang đập cái con đó tự nhiên em chạy lại chứ anh có đập em đâu. Anh em nghỉ chơi Phương ra anh em. Bỏ hết súp đi. Có hết đi trơn. Đi hành hạ người ta. Tự nhiên em chạy qua bộ. Đi rồi. Đường này dạ. Đúng không? Để em làm lại đồ anh. Đấy, mình full phụ kiện luôn anh ơi. Đi bắt thêm mấy con cóc nữa là chúng ta lên đường đi tiếp tục lấy cái đó các bạn xuống dưới khám phá tiếp cái địa ngục 9 tầng. Đúng là địa ngục luôn anh. Ờ cái đó ghê quá. Mình đúng là phê thật. Khó chứ. Ồ mà 55 phút rồi kìa. Thôi được rồi, mình tạm ngắt cái tập này lại đi các bạn. Các bạn đón xem tập sau á, mình sẽ sớm up lên luôn ơi. Biết là mấy ông sẽ không có tập tiếp theo tại vì nó phê rồi. Nó đang rất là hay đúng không? Nhưng mà mình phải tạm ngắt lại tại vì trên YouTube á, nó up rất là lâu. Qua wow, một tiếng up rất là lâu, mình thấy là thôi tạm ngắt video này ha. Anh em sẽ quay coi. Tiếp. Anh Phương sát sinh nhiều lắm, anh em đừng coi. Anh có sát sinh đâu. Sát sinh luôn cả đồng đội luôn, hiểu rồi. Em chế lạ đi, đây chúng ta đi tiếp nè. Ok, đi. Đây rồi, mình tạm ngắt video này các bạn. Yêu thích thì các bạn nhớ like với mà đăng ký nhiều vô. Đăng ký rồi bấm like nhiều vào. Kéo xuống like đi rồi chúng ta xem tiếp tập tiếp theo á. Thôi để em pick up lại mấy cái này đi. Hay pick up lên đây. Hai cái đủ rồi. Này. Được không anh? Tập vừa rồi đấy được không anh? Được em Phan, để anh tắt rồi đó. Em bấm tắt rồi.